Xin chào các bác, ngày hôm nay có một con đồ chơi này muốn giới thiệu đến cho các bác đây. Còn hàng này thì em là nhận sửa cho một bác, bác ấy tên là Hải và bác ấy ở Lào Cai. Đó. Bác ấy làm, không biết là bác làm gì trong quân đội thì như vậy. Gửi cho em cái bộ này thì bác ấy báo là khi mà bật lên, bật cái đầu này lên này thì là cái tiếng xì, cái tiếng rồ nó ra loa ấy, rất là lớn. Đấy, thì là bác ấy bảo là xem có khắc phục được cho anh ấy thì là anh gửi cho. Thì bảo là ok, thì anh cứ gửi cho em để em kiểm tra cho. Đấy, thế là bác ấy gửi cho em. Thì em vừa mới nhận hàng được xong, vừa mới test xong thì vừa buồn cũng vừa vui. Đấy. Buồn một cái là em test thì nó bình thường, chả có vấn đề gì cả. Chắc là bác ấy, nó bị, một là bị do cái rắc 6 ly của bác ấy, hai là bị do cái cục nguồn của bác ấy. Thì lát nữa em sẽ bảo bác về kiểm tra và mọi người cũng lưu ý một số những cái vấn đề nó như vậy. Chúng ta nên kiểm tra trước khi là gửi đi sửa. Đấy. Buồn thì một cái nữa là nó không sao nên là không có tiền không sửa nên là không có tiền. Đấy, chẳng có cái gì để sửa cả. Thì là hiện quay đây thì giới thiệu cho mọi người xem cái con GTS này nó như thế nào. Em vừa test thử thì chất âm của nó theo cái đánh giá của em thì nó thuộc dạng bình thường thôi. Đấy, không có cái gì kinh khủng lắm cả. Nhìn thiết kế thì rất hầm hố đây nha. Tháo thử cái tay mic cho mọi người xem này. Hơi buồn tí là không hỏng nên là không có đồng nào để sửa cả. Đấy, không, này là hơi bống, không kiếm được đồng nào. Đây, mọi người nhìn đây nha. Cái này nó có một rắc cắm này. Rắc cắm từ cái côn mic này vào đây. Đấy, thiết kế rất là thông minh. Đấy, không như mấy con kia là nó hàn dây. Thì nó sẽ lúc chúng ta tháo ra ấy, thì là nó sẽ dễ bị đứt. Còn đây là cái tai mic, cái chụp mic thì em vứt đâu rồi cho mọi người xem được. Đấy, thì nó còn một cái chụp mic này nữa, em vứt linh tinh quá, đồ đạc vứt linh tinh. Bật lên thì nó cũng khá là đẹp. Đấy, hiển thị rất là thông số nhưng rất là cơ bản. Đấy. A13 này. Đấy, đang chọn kênh A. Và tần số là 13. Con này thì cũng khá là hay. Đấy, thì cái đầu thu này hôm nay em sẽ mở cho mọi người xem cái mẫu này nó có cái gì khác biệt không nhá. Đấy, thì video gọi là video sửa thôi nhưng mà chủ yếu là cho mọi người xem là thiết kế cũng như là bên trong của cái con mic này nó tên là con GTS UHF với mã là US 903DC. Đó, con này có sạc pin thì hiện tại là sạc pin của nó đang thấy là bị rắt này. Tháo ra để chỉnh luôn cho bác ấy. Không biết là bác có cho, chắc là gửi hoàn lại bác thôi, lấy khoảng 100.000 công kiểm tra thôi. Không biết bác có cho thêm đồng nào không. Này thì cũng là hàng bãi thôi. Bãi. Còn về chất lượng thì nó cũng là bình thường. Đấy, nếu với cái chất âm em vừa test thì nó cũng là thuộc dạng bình thường thôi. Ai chà, con này thiết kế hầm hố phết. Đấy, và ba cái đóng bọc ba gửi cho em rất là cẩn thận. À, đẹp phết. Đấy, đây là khay sạc pin của nó này mọi người này, khay sạc pin này. Đấy, nó có một cái lẫy ở đây. Đấy, chắc là nó khô dầu đó, để lát em tra dầu rồi để trả cho bác ấy. Cái khay sạc pin này chắc là bác ấy cũng sử dụng nhiều nên là nó bị khô dầu rồi. Xem nào, con này thì quay gần lại cho mọi người nhá, để em giới thiệu lại cho nó hoàn chỉnh. Nếu về xét về nội thất của con này và con BBS thì là con BBS sẽ ăn đứt con này. Đấy, BBS sẽ ăn đứt con này nhá.
À, để em ghi nguồn cho mọi người xem nào, nó có cái vẹo gì không, nhìn nó có đẹp không. Rồi, nguồn này, bật nguồn đấy. Thiết kế màn hình rất là đơn giản, màn hình này thì cực kỳ là dễ nhìn, kết hợp nền đấy, mình rất là thích cái nền xanh như này, thích nền xanh chữ đen rất là sáng và dễ nhìn này. Tần số RF đây, bật từ tay mic lên cho mọi người xem nhé. Đó đấy, rất là đơn giản, mic cũng chỉ cần thế này thôi chứ cần gì nữa đâu, quá xịn rồi. Đấy, xét tần số thì hai bên, volume thì đấy. Bác chắc bác xem được cái video em dạy mọi người kiểm tra với sửa cái volume này, núm xoay volume này, nhưng mà không phải con này nó không phải bị volume. Con này nó có cái hay này, nó có cái hay là chúng ta sẽ chỉnh được cái độ nhạy. Chắc là trước bác để cái độ nhạy nó quá cao. Đó, cũng có thể là bác để độ nhạy quá cao. Nên vừa em đã giảm cái độ nhạy của nó xuống một chút. Đấy, ví dụ như mọi người dùng con này nhá, thì chúng ta sẽ căn chỉnh cái độ nhạy của nó như sau này. Ở đây nó có nút set ở giữa này, và mũi tên lên xuống hai bên. Chúng ta giữ cái nút set này. Đấy, nó vào phần setup thì đầu tiên là chọn kênh này, thì chúng ta sẽ chọn được này, kênh B này, kênh A này, kênh B này, AB, AB, ABC. Đấy, thì mình chọn kênh A, sau đó là mình chọn tương ứng với cái mặt kia cũng được, hoặc là chọn cái đầu thu để tương ứng với cái tần số ở tai mic. Đấy, sang số 13 này, 14, 15 này. Đấy, thế thì em chọn 13. Sau đó nó set. Rồi, nó set xong cái đấy. Ơ, đâu rồi, để em giữ lại cho này nha. Đấy, nó sẽ sang cái phần chúng ta được giữ set này, xong nhấn set này để cho nó qua cái phần cài đặt vừa nãy, thì chúng ta sẽ đến cái phần là độ nhạy. Đấy, thì để âm 20 dB thôi, bởi vì là con này thì em để âm 20 dB thôi, vì là các bác say rượu ấy, là các bác gào to thì là chúng ta phải giảm đi một tí, nó cũng như là cái gain ấy. Đấy, nó như kiểu là cái gain ấy, thì chúng ta giảm đi một tí để cho nó đỡ bị tổn hại nhiều đến cái dàn nhà chúng ta, lúc đấy là không kiểm soát được nữa rồi. Đấy là các bác rượu vào là các bác cứ gào thôi, nên là nó sẽ rất là dễ bị hỏng. Đấy, A13. Để xem, kiểm tra lại cái độ nhạy của nó xem. Giữ cái này, setup này, nhấn này. Đấy, sang phần này, âm 20 dB. Ok, lock off. Đấy, xong. Đấy nha. Rồi, thì bây giờ cái tay mic này thì thôi, em sẽ không tiện em tháo ra, bởi vì là thiết kế tay mic thì gần như là bọn này nó sẽ giống của bọn xua. Đấy, gần như là giống vậy. Còn tiếp tục về cái đầu thu thì mặt của nó đây nhá. Thì mọi người xem xong mặt rồi. Hai nút volume này, hai cái để điều chỉnh các kênh này. Bên này là nguồn này. Đấy, nguồn thì cũng đang zip đây. Phải ngồi lại chỉnh cho bác một tí. Rồi, tiếp tục giới thiệu phần sau cho mọi người này. Đầu tiên là anten này. Anten nhá. Đấy, cổng cắm nguồn này, con này chạy được từ 12 đến 18V này. Đó, hai cái này là chỉnh độ nhạy sóng này. Tiếp theo là đây là cái cổng thì chúng ta cắm jack 6 ly vào để chơi đấy. Đây là hai cái jack Canon chúng ta kết nối ra. Rồi, xem nó có gì. Đầu tiên thì phần nguồn của nó đây. Phần nguồn này thì được ổn áp bằng một con IC thôi, với một cái tụ lồng nguồn. Đấy, sau đó thì là hai cái hộp sóng này sẽ có nhiệm vụ là nhận sóng, tín hiệu sóng từ mic chuyển đến, đưa vào hộp sóng. Đưa vào hộp sóng xong thì ra bắt đầu là sẽ gửi tín hiệu lên bo mặt. Cái bo mặt hiển thị xem là có sóng và có tín hiệu tiếng hay chưa. Đấy, lên đây sau đó là nó sẽ xử lý xong là sẽ đẩy về các cái tầng khuếch đại. Đấy, tầng khuếch đại này,
những tầng khuếch đại này, nó sẽ đưa ra những cái cổng out này đấy, cho các bác. Đấy thì linh kiện của con này là nó sử dụng những con tụ nhôm này, thì nói thật với mọi người là tụ nhôm thì nó không được bền bằng những con tụ hóa. Đấy, nếu có bác chơi nhiều có biết tụ nhôm thì nó sẽ không bền bằng tụ hóa, nhưng ngược lại là những con tụ nhôm này thì nó sẽ có độ chính xác và cái chất lượng nó sẽ tốt hơn tụ hóa một chút, bởi vì nó được cái này thì nó phải mất cái kia. Đấy, cái nào thì nó cũng thế, nó được cái này thì nó phải mất cái kia, tụ hóa thì nó bền, chất lượng thì nó lại không sạch tiếng bằng những con tụ nhôm như thế này. Rồi, thì ở đây thì túm lại thì nó cũng chỉ có hơn một bo, đó là cái bo sạc. Đấy, cái bo sạc này thì nhìn thiết kế ở đây khá là giống bo của BBS. Đấy, để em xem là đây có bo BBS nào không. BBS em chưa tháo ra thôi, thì chắc là lần sau giới thiệu cho mọi người cái bo BBS này nhá. Cái bo này nó khá là giống. Đây, nguồn sang này, nó sẽ sạc này, sạc cho hai cụm này và đèn báo này. Đấy, phía trước có đèn báo này. Rất là buồn vì con này nó chẳng hỏng cái gì cả. Kiểm tra cho bác lại bình thường, vừa gọi điện thì chưa thấy bác nghe máy. Rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành cái này lò xo. Sẽ cho một tí dầu vào đây và cả cái bên phần công tắc nguồn bên này nữa này. Đấy. Mọi người có thể tự chăm sóc được thiết bị ở trong nhà mình nhé. Em vừa nói không biết mọi người nghe thấy không, nhưng mà mọi người có thể tự chăm sóc những thiết bị nhà mình và kiểm tra một cách đơn giản. Đấy. Vì video thì anh em chia sẻ trên mạng rất là nhiều rồi. Anh đi trước anh cũng chia sẻ, em thì nói thật là em cũng học đỏ của các anh rất là nhiều. Đây này, đây cái này em là có tí dầu, dầu này là dầu của lốc điều hòa. Đấy, có tí dầu của lốc điều hòa, dầu này thì rất là ngon. Làm tí này nhỏ vào đây, dầu này thì cực kỳ xịn, cách điện. Rất là trơn tru. Đó, mà lại mượt ngay. Để đóng từ cái này nè. Nếu mà tra xong thì cứ giật đi giật lại mấy lần cho nó trơn, nó mượt là nó sẽ nhả ra thôi. Và chiết áp cũng thế, nếu mà các bác lâu không sử dụng ấy, chiết áp các bác cứ ngồi các bác xoáy một lúc đi để kiểm tra nó xem thế nào đã, không được hay không rồi hãng hỏi thợ nhá. Đến lúc đấy thì anh em thợ nó cũng không về xử lý những cái bệnh là vớ vẩn quá, mà các bác cũng tiết kiệm thời gian cũng như là tiền bạc. Đấy. Rồi cái này đấy. Đấy. Lắp tí. Lắp nữa là em ngồi em dê được một lúc nữa. Đấy, thế là ngon rồi. Đấy. Rồi, xin chào mọi người nhá. Rồi, video hôm nay đến đây thôi. Em sẽ lắp lại và gửi lại bác ấy. Rất là đỡ vui vì không phải làm gì cả. Rồi, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.